thiếu quan sát và không giảm tốc độ khi qua giao lộ, tài xế xe tải và xe buýt để phương tiện tông mạnh, khiến xe mất lái, lao lên vỉa hè tông gãy cột điện, đâm thủng tường rào nhà dân. Va chạm làm hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều hành khách trên xe buýt một phen hoảng loạn vào chiều ngày 14 tháng 10, 2014. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút chiều cùng ngày, xe tải biển số 51C33587 do tài xế Lê Thành Công, 31 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, chạy trên đường số 5 hướng từ đường Tên Lửa ra đường Vành Đai Trong. Lúc này, xe buýt biển số 53S8952 do tài xế Trần Ngọc Lãm, 37 tuổi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chạy trên đường số 22 hướng từ đường số 1 ra đường số 7. Khi vừa đến giao lộ đường số 5 và đường 22, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, do cả hai chủ phương tiện thiếu quan sát và không giảm tốc độ để phương tiện tông mạnh vào nhau. Cú va chạm mạnh làm cả hai phương tiện mất lái, lao lên vỉa hè. Chiếc xe tải tông vào cột điện bên đường, nứt kính chắn gió phía trước. Chiếc xe buýt lao sang phải, tông bung cửa cổng, thủng tường rào nhà số 126 đường số 5, khiến phần đầu xe buýt hư hỏng, biến dạng. Lúc xảy ra sự cố, trên xe buýt có gần chục hành khách. May mắn tất cả chỉ bị xây xát nhẹ và đã rời khỏi hiện trường sau đó. Riêng tài xế xe tải do va đập mạnh vào vô lăng bị chấn thương vùng mặt, mất máu khá nhiều, được người dân đưa đi băng bó vết thương. Ngay sau khi nhận tin báo, tổ xử lý tai nạn quận Bình Tân có mặt lập biên bản và đưa hai phương tiện về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ việc. Tối cùng ngày, nhân viên điện lực cũng đã đến kiểm tra và cho thay thế ngay cục điện bị gãy để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên đường.